Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 010. Bài toán này là bài toán làm trong khóa hữu hóa vô cơ 8, 9, 10, chuyên đề bài toán xử lý số liệu ở dạng bảng biểu. Theo thầy nhận xét thì uh, những cái bài toán liên quan đến số liệu trong bảng biểu này, thầy xếp vào bài toán nội khó. Uh, vì thế là nó, nó đốt thời gian của các em rất là nhiều. Nếu như các em muốn tự tin làm được nó, thì các em phải rèn luyện cực kỳ nhiều. Để xử lý được bài toán này thì uh, có hai kiến thức yêu cầu cần phải nắm được. Một là kiến thức về xử lý bảng biểu, tức là chúng ta phải xem ở các vị trí người ta cho số liệu này để tìm ra được mối quan hệ của nó. Thứ hai là liên quan đến kiến thức điện phân, vì thế bạn các bạn ôn lại cho thầy phần điện phân dung dịch. Nếu em nào đó mà yếu đuối phần điện phân dung dịch kèm ôn lại cho thầy. À ví dụ cụ thể bài toán này để các em có thể tham khảo như sau. Thứ nhất là thầy xác định tại thời điểm T bằng 3088 giây này thì thầy chứng minh được là chỉ có đồng thoát ra và clo thoát ra. Đồng thoát ra ở cực âm và lo thoát ra ở cực dương. Đó. Thầy gọi số mol là x và clo của thầy bảo toàn e cũng phải là x mol bởi vì hai số e cho và e nhận là bằng nhau. Thầy tìm được x một cách đơn giản nhất là khối lượng dung dịch giảm 10,8 gam sẽ bằng khối lượng của đồng cộng khối lượng clo. Các em tìm ra x thì bằng 0,08 x bằng 0.08 thì thầy tính được hai giá trị. Giá trị số 1 là giá trị m. m của thầy là bằng 64 xc bằng bằng 5,12 g. Tại sao thầy phải tìm m? Bởi vì tìm m này để thầy còn tìm vị trí ở 2,5 m này nữa. Thay m vào đây thì các em tìm ra được gam. Tìm được giá trị thứ hai là n -E trao đổi của thầy sẽ bằng 2x bằng 0,16. Như vậy xử lý xong thông tin t bằng 38 3088 giây. Bây giờ một số em hỏi thầy là lý do vì sao thầy lại khẳng định được là nó chỉ có đồng mà không có hero bay ta Chỉ có clo mà không có oxy bay ra à, Rất đơn giản thôi Thứ nhất là người ta bảo rằng khí clo là duy nhất Như vậy chắc chắn rằng chỉ có clo Thứ hai là đồng của thầy ở đây là các em thấy là ở thí nghiệm thứ hai ấy. Thời gian tăng lên khối lượng ca tốt tăng lên chứng tỏ rằng đồng vẫn tăng Đồng vẫn tăng thì chứng tỏ ở thí nghiệm một đồng 2 cộng phải dư thì khi đó ở thí nghiệm 2 tăng thời gian lên thì đồng mới tăng tiếp được. Đó, vì thế thầy khẳng định được rằng ở thí nghiệm 1 này đồng hai cộng dư, tức là kim loại chỉ có đồng được tạo ra mà thôi. Tiếp tục xử lý đến phần thứ hai ở trên bảng biểu, đó là thời gian T bằng 6176. Các em có thời gian tỷ lệ với số mol NE, vì thế thầy lấy thời gian 6176 chia 3088 này thì thầy tìm ra được NE của nó gấp đôi thời gian gấp đôi thì e gấp đôi lên sẽ bằng 0,32. Các em lấy 0,16 x 2 lên. Thì khi đó thầy có đồng của thầy, chỉ có đồng sinh ra mà thôi. Tại sao lại khẳng định như vậy? Là bởi vì thời gian tăng gấp đôi thì khối lượng kim loại tăng lên cũng gấp đôi. Điều đó chứng tỏ rằng là chỉ có đồng, không có hydro bay ra. Và đồng của thầy, số mon thầy dùng bảo toàn E, thầy chia 2. Thì kết quả đồng của thầy sinh ra là 0,16 mon ở cực âm. Bên cực dương thầy chứng minh nó có clo và oxy Thầy cứ gọi là A và B đi Một số em không chứng minh được các em cứ gọi thầy clo là A và oxy là B Nếu giải ra mà B bằng 0 thì không có oxy Đó Thì các em có phương trình thứ nhất là phương trình bảo toàn E Phương trình thứ hai là phương trình khối lượng giảm bằng khối lượng của đồng Cộng khối lượng của hai khí Kết quả các em giải ra A bằng 0,1 B bằng 0,03 Như vậy clo và oxy thoát ra là đúng rồi tiếp tục xét tiếp tại thời gian là t giây thì kết quả là thầy có là khối lượng đồng vẫn tăng tăng 2,5 đó tăng 2,5 điều đó chứng tỏ rằng thời gian điện phân này phải lớn hơn 6176 rồi thế thì khi đó thầy sẽ có là gì đồng sinh ra sẽ bằng ở đây người ta cho các em ở đây là 2,5 m vì thế thầy lấy 2,5 nhân với m là 5,12 chia 64 thì kết quả số mol đồng là 0,2 Hydro thầy không biết nó có sinh ra hay không Thầy cứ gọi nó là x-mon đi Nếu như mà các em giải ra x bằng 0 Thì nó không có hydro Tương tự Clo và oxy của thầy chắc chắn là có rồi Bởi vì à, thời gian này nhiều hơn so với thời gian 6176 Kiểu gì cũng phải có cả hai khí này rồi Thì clo thoát ra của thầy Vẫn bằng 0,1 mol tối đa Bởi vì clo của thầy tối đa chỉ 0.1 mol thôi Oxy chưa biết thầy gọi là y Bây giờ thầy lập phương trình để tìm ra x và y Là bài toán xử lý xong Phương trình số 1 là phương trình liên quan đến 0,2 x 2 này, là một toàn e này, đồng này. Hiro nhận 2 e là 2x này. Bằng 0,1 x 2 là của clo này, cộng 4y là của oxy này. Phương trình thứ hai là phương trình khối lượng giảm cho bằng khối lượng của cả 4 thằng này cộng vào. Đây, 4 thằng này. Các em cộng vào bằng 22,04. Giải hệ các em tìm ra x bằng 0,03 Y bằng 0,065 Sau khi tìm được x tìm được y rồi thì thầy đã tính được NE trao đổi của nó. NE trao đổi của nó, các em có thể lấy 0,2 nhân với 2 là của đồng cộng với x là 0,03 nhân 2 là của hiro thì sẽ tổng bằng 0,46. Sau khi tìm được NE rồi thầy áp dụng công thức một là thầy áp dụng công thức để tính tính giá trị của thời gian bằng cách như sau. Thứ nhất là thầy lấy 0,46 là NE ở thí nghiệm T này chia cho 0,16 là NE ở thí nghiệm 1 này xem nó gấp bao nhiêu lần đó thì suy ra cái thời gian của nó cũng gấp bấy nhiêu lần như vậy thầy lấy 0,46 chia 0.16 nhân với 3088 thì áp dụng công thức này thầy có luôn bằng 8878 giây và đáp án thầy chọn ở đây là đáp án A